đây nè. Hôm trước Mita giới thiệu trong cái video nào đó về món bia gừng rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Rồi nhưng mà để làm được cái món đó thì các bạn phải chuẩn bị con giống, hay còn gọi là con men, hay còn gọi là giống mẹ để làm cái món bia gừng đó mới được, chứ không phải làm ngay được liền. Nghĩa là nó có rất là nhiều công đoạn. Thì công đoạn đầu tiên là chúng ta làm con men đó. Và Mita chia sẻ với các bạn, đây là sản phẩm một con men giống bia gừng mà Mita đã làm vào ngày 19 tháng 1, cách đây khoảng chừng 10 ngày đó, 8-9-10 ngày gì đó. Đó, nó tùy điều kiện khí hậu các bạn ạ. Nơi Mita đang sống hiện nay nhiệt độ nó dao động khoảng 12 đến 13 độ C, có lúc nó thấp xuống một tí, một lúc nó cao lên một tí, nên là nó lên men hơi chậm. Nhưng mà cái điều kiện mà các bạn quan sát thấy làm sao để mình biết là nó lên men thành công và lúc đó mình có thể sử dụng cho quá trình làm cái bia gừng của các bạn. Nếu bạn quan sát thấy nó có 2-3 tầng đúng không? Tầng ở dưới này là giống vi sinh vật nó ở rất là nhiều ở dưới này ha, chủ yếu là dòng nấm men ở rất là nhiều dưới này, và đây là một cái tầng nước nó đẩy những cái phân tử nhẹ hơn lên phía trên, và đây là như thế này gọi là thành công. Và các bạn quan sát thấy nó có rất là nhiều bột khí, như thế này là thành công, và đây là lúc mà các bạn có thể sử dụng được. Và hơn nữa các bạn quan sát ở bên dưới, các bạn thấy nó có rất là nhiều cái cặn màu trắng trắng, đó chính là giống nấm men đấy. Đó. Và thì thời gian nó tùy thuộc vào nhiệt độ như Mita vừa nói, những nơi các bạn ấm thì có thể là 5 ngày, 3 ngày đến 5 ngày thì nó có biểu hiện như thế này, thì các bạn có thể sử dụng nó cho quá trình lên men bia gừng. Còn nếu mà nơi các bạn mà lạnh quá thì các bạn có thể để lâu hơn một tí, ha. Đó là vấn đề về thời gian. Rồi vấn đề chuẩn bị nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản, người ta để chuẩn bị sẵn ở đây. Nguyên liệu nó chỉ có 3 nguyên liệu các bạn ạ, là gừng, đường và nước ấm ha. Còn dụng cụ thì Mita sẽ sử dụng một cái lọ, các bạn thấy đơn giản mà đúng không? Cái lọ thủy tinh này phải được là trồng qua nước sôi ít nhất 2 lần để cho nó sạch khuẩn trước đó đi, rồi các bạn mới sử dụng. Thứ hai là Mita sẽ dùng một cái màn, cái này gọi là cái gì đây, là cái miếng vải để đậy ở phía trên đó, đó chống bẩn, cái miếng sạch các bạn nhé. Và một cái tab, để một cái nhãn để ghi nhãn là ngày nào mình làm cái gì ở đây ha. Và sẽ dùng dao với lại một cái máy xay sinh tố thôi, rất là đơn giản. Đó là bước đầu tiên là nguyên liệu và dụng cụ. Bước thứ hai là các bạn sẽ cắt hết cái này ra cho nó nhỏ, bỏ vào máy xay sinh tố và xay. Đó, cắt hết này ra. Bạn cắt càng nhỏ thì xay càng dễ. Nếu mà máy xay của bạn nó mạnh thì không thành vấn đề, nhưng mà máy xay của bạn nó yếu thì bạn xay nó sẽ không nhuyễn ha. Còn nếu bạn không có máy xay thì bạn bào nát nó ra. Đó, nguyên liệu Mita chuẩn bị là 50g gừng tươi. Đó, 50g gừng tươi các bạn ha. Ok, 50g gừng tươi. Mita cho hết 50g gừng tươi vào đây, cắt như thế này. Các bạn rửa sạch sẽ chứ không để bẩn nó ha. Chà, rửa sạch sẽ. Thông thường Mita rửa gừng là vì nó ở dưới đất, cho nên là phải chà rửa sạch sẽ, sau đó còn phải ngâm qua những cái dung dịch rửa rau. Các bạn xem là video rửa rau. Hơn nữa là Mita còn phải trồng sơ qua nước sôi một tí nữa. Đó. Rồi, các bạn sẽ sử dụng là 50g gừng tươi như Mita vừa nói, 150ml nước ấm. Nước ấm ở đây là nó khoảng là trên 37 độ C đến 42 độ C là được, đừng có nóng quá các bạn ha. Và Mita sẽ sử dụng là ở đây là đường. Đường ở đây là Mita dùng là một loại đường đường hữu cơ, là đường đen, đường nâu hữu cơ. Các bạn sẽ chọn một cái loại đường, có thể đường mía hoặc là đường dừa hoặc là đường thốt nốt, đường gì cũng được, nhưng mà lại đường cái nó sạch hữu cơ nữa, vì do nó có nhiều dinh dưỡng và khoáng thì vi sinh vật nó mới phát triển được ha. Thì đường ở đây là 20g các bạn nhé. Rồi, Mita dùng 20g đường.
Sau đó các bạn xoay nhuyễn cái này ra. Ok. Đây các bạn, sau khi xay xong thì nó giống như thế này. Và chúng ta lại cho vào trong cái lọ lúc nãy thôi. Đó. Cái lọ này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cái miếng này đây. Cái này là miếng vải gì nhỉ? Các bạn gọi là vải gì đây? Một miếng vải mỏng mỏng thế này. Xong mình thường gấp lại làm 4. Đó. Xong rồi mình gấp lại. Và hôm nay chúng ta sẽ ghi ngày cho nó. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Mình ghi ở đây là men giống bia gừng. Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2020. Ok. Đây, chúng ta ghi và chúng ta bọc nó lại thế này. Ok. Các bạn biết không, là cái con giống vi khuẩn mà lên men dùng cho lên men bia gừng thì chúng sẽ phát triển khá là tốt ở cái nhiệt độ tầm là khoảng 27 cho đến 32 độ C. Tuy nhiên là trong cái điều kiện nhiệt độ của các bạn nó không có đạt như vậy thì cũng không sao đâu, nó sẽ phát triển chậm hơn một chút xíu. Chậm hơn một chút xíu, các bạn mình nhìn như thế này. Để như thế này, chậm hơn một chút xíu. Các bạn có thể để đằng sau cái tủ lạnh á. Để đằng sau tủ lạnh thì nó sẽ lên men nhanh hơn. Một cái điều lưu ý đây là giống thiếu khí, cho nên mỗi ngày các bạn hãy lấy ra ngoài và khuấy nó lên. Nếu mà nơi các bạn điều kiện nhiệt độ ấm á, thì ngày nào cũng khuấy hết. Và mỗi lần khuấy sẽ cho thêm khoảng 1-2g đường nữa vào chung và khuấy. 1-2g đường và khuấy cứ như vậy là trong vòng khoảng 3-5 ngày, đến khi nào nó nổ lên như thế này. Còn nếu mà nơi của bạn lạnh thì khoảng 2-3 ngày thì các bạn khuấy một lần được rồi. Và mỗi lần khuấy cũng cho thêm một muỗng đường vào nữa. Và cho đến khi các bạn thu được cái thành phẩm như thế này, thì đây là thành phẩm của men giống bia gừng. Cái men giống bia gừng này các bạn sẽ sử dụng cho lên men bia gừng. Trong trường hợp mà các bạn không muốn sử dụng cho lên men bia gừng, các bạn để trong tủ mát và khi nào các bạn muốn làm thì các bạn sẽ làm. Trong tủ mát thì chúng vẫn tiếp tục phát triển, nhưng phát triển rất là chậm ha. Và để trong tủ mát khoảng 1 tuần thôi, chứ không thì chúng chết hết. Rồi sau đó các bạn hãy tái làm lại lần nữa. Vậy đi ha. Mình chúc các bạn thành công với làm con giống bia gừng và để chuẩn bị cho một cái món bia gừng chờ đợi phía trước. Cho mau khỏe, nhất là có vấn đề về tiêu hóa là dày đường ruột và cũng như sức đề kháng cảm cúm này nọ là ok hết, yên tâm đi, và chúng ta sẽ làm được nhanh thôi. Bye bye. Nếu mà các bạn là người mới xem cái video này, hãy nhấn nút đăng ký là sẽ nhận thêm được những cái video rất là thú vị về việc chăm sóc sức khỏe nương tựa vào tự nhiên và chính bản thân của các bạn từ Mita nhé. Bye bye.